Cảnh sát Thái Lan xác định nghi phạm đầu độc nhóm người Việt. Cảnh sát Thái Lan xác định nghi phạm đầu độc nhóm người Việt. Theo cảnh sát Thái Lan, 6 người Việt tử vong ở khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok là do chất độc mạnh từ cyanua gây ra. Nghi phạm cũng nằm trong số các nạn nhân. Ngày 17 tháng 7, tờ Matichon dẫn thông báo của cảnh sát Bangkok cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường tại khách sạn Grand Hyatt Erawan và hỏi con gái của một trong những người nạn nhân, cảnh sát nhận định cả 6 người đều bị đầu độc. Cảnh sát Bangkok cũng xác định nghi phạm đã đầu độc và sát hại nhóm người Việt là bà Serin Chong, 56 tuổi, người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ. Bà Chong đã xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần, lần nhập cảnh gần nhất vào ngày 5 tháng 7. Bà Trong là một trong sáu người chết trong phòng khách sạn. Kết quả kiểm tra lối ra vào phòng khách sạn của cảnh sát cho thấy không có người ngoài nhóm liên quan. Cũng theo con gái của một nạn nhân, vụ việc có thể liên quan đến việc bà Trong có mâu thuẫn nợ nần đối với một số các nạn nhân. Theo tờ Kalsot, một trong những phục vụ khách sạn tiếp xúc với bà Trong trước khi vụ việc xảy ra, cho biết nghi phạm ở trong phòng một mình khi đồ ăn và nước uống được mang đến. Thái độ bà Trong khi đó rất căng thẳng và ít nói. Khi nhân viên khách sạn đề nghị pha trà và cà phê, bà Trong đã từ chối và nói sẽ tự mình làm. Từ lời khai của các nhân chứng và hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, cảnh sát Bangkok nhận định bà Trong là nghi phạm lớn nhất. Cùng ngày, cảnh sát Thái Lan cũng cho biết đã định vị được người Việt thứ bảy liên quan đến vụ việc, được cho là đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10 tháng 7. Tối ngày 16 tháng 7, kết quả điều tra ban đầu cho thấy phòng của các nạn nhân bị khóa từ bên trong và không có dấu hiệu của việc có người khác đột nhập vào trong phòng sát hại. Ngay sau khi di chuyển thi thể các nạn nhân về một bệnh viện gần đó, cảnh sát Thái Lan cũng đã chuyển hành lý của 6 nạn nhân từ phòng khách sạn về trụ sở cảnh sát phường Lupini. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Thái Lan Sretha Savisin cho biết một nhóm nhân viên cục điều tra liên bang Mỹ FBI sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, nhất là liên quan đến hai nạn nhân mang quốc tịch Mỹ. Khởi tố 10 người trong vụ nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng. Tại kỳ họp lần thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10, Đại biểu Hội đồng nhân dân đã đề nghị Giám đốc Công an Đồng Nai báo cáo công tác đấu tranh phòng ngừa đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng thời gian qua và triệt phá đối với tội phạm công nghệ cao. Đại biểu cũng dẫn chứng vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch hơn 171 tỷ đồng, đại tá Nguyễn Hồng Phong giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các nhóm lừa đảo công nghệ cao dùng nhiều thủ đoạn giả danh đe dọa để lấy tiền, xâm nhập tài khoản của bị hại. Tuy nhiên có trường hợp bị hại bị lừa số tiền lớn nhưng không hợp tác với công an hoặc báo cáo cho công an chậm. Thậm chí có những người có kiến thức nhưng mê muội không biết người trên không gian mạng nhưng vẫn chuyển tiền. Để ngăn ngừa cần phải thực hiện theo phương thức 402 phải, đó là không sợ, không tham, không kết bạn với người lạ, không chuyển khoản cho người lạ và phải cảnh giác phải trình báo cho công an khi có dấu hiệu bị lừa đảo Đại tá Phòng lưu ý, trả lời bằng văn bản về các vụ lừa đảo, Công an Đồng Nai cũng thông tin vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 170 tỷ đồng. Cụ thể, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, xác lập chuyên án tập trung đấu tranh điều tra làm rõ. Đến nay, Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và khởi tố 10 bị can về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Vụ nổ nồi hơi ở Thái Nguyên khiến một người tử vong, hai người bị thương, hàng xóm kể lại vụ việc. Vụ nổ nồi hơi ở phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên vào sáng 17 tháng 7 khiến một người tử vong, hai người bị thương, nhiều hộ xung quanh bị thiệt hại về tài sản. Theo đó vào khoảng 8 giờ sáng 17 tháng 7, tại tổ dân phố Trại, thành phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ nổ nồi hơi khiến một người tử vong, hai người bị thương. Được biết, gia đình chủ hộ có 5 người, gồm hai vợ chồng và ba người con. Vụ nổ khiến con trai chủ hộ là anh Phạm Công Thành, sinh năm 1998, tử vong. Người mẹ là Nguyễn Thị Soan, sinh năm 1976, và người hàng xóm liền kề là ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1970, bị thương. Hiện hai nạn nhân bị thương đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bình, thành phố Phổ Yên. Theo ông Đặng Văn Quảng, một người hàng xóm sống gần nhà nạn nhân cho biết, khi nghe thấy tiếng nổ tôi chạy sang thì thấy chị vợ nằm ở góc nhà gần chỗ nấu đậu bị gạch đá đè lên người chồng và một cháu đi làm một cháu nhỏ đi chơi nên may mắn không vấn đề gì còn cậu con trai đã tử vong nhưng hàng xóm vẫn mang đi viện cấp cứu giờ đã được đưa về nhà ông bà ngoại trong xóm cậu con trai đang là bộ đội nghỉ phép về nhà được mấy hôm thì xảy ra vụ việc thương tâm này ông quản cho biết thêm nhà ông đối diện với ngôi nhà xảy ra vụ nổ nồi hơi Lúc xảy ra vụ nổ, ông Quảng đang ngồi ở bên ngoài, gần đường. May mắn có xe khách chạy qua, đúng lúc chắn cho ông không bị thương. Nhưng cửa kính xe bị vỡ hết. Còn vợ ông và mấy cháu nhỏ chơi xung quanh nên cũng may mắn không bị làm sao. Ngoài gia đình ông Quảng, nhiều hộ gần ngôi nhà xảy ra vụ nổ cũng bị ảnh hưởng về tài sản. Có hộ bị tóc mái, có hộ cách đó 11 nhà bị mảnh vỡ bắn vào gây bung trần nhà. Có hộ cách 6 nhà bị rơi cánh quạt trần. 12 nhân viên y tế phải theo dõi sức khỏe vì tiếp xúc với người nghi mắc bạch hầu ở Lào Cai. Thông tin từ tỉnh Lào Cai cho biết, mới đây Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, Lào Cai tiếp nhận một ca bệnh có biểu hiện giống như đang xảy ra với người mắc bệnh bạch hầu. Bệnh nhân có các biểu hiện sốt, ho nhiều, lưỡi, vòm họng, khoang miệng có nhiều nốt mảng trắng vàng, phổi có gian, gan, lách to, sơ bộ chẩn đoán, viêm phổi, đau bụng, nghi mắc bạch hầu. Bệnh nhân là bà Mai Thu Vân, sinh năm 1969. Bệnh nhân có biểu hiện ho, đi ngoài kéo dài từ Tết âm lịch năm 2024 đến nay, đã đi viện khám và điều trị nhiều lần. Ngày mùng 10 tháng 7, bệnh nhân ho nhiều, ho có đờm, đau họng kèm theo đi ngoài, đến ngày 12 tháng 7 năm 2024 bệnh nhân sốt cao 39 độ C, khoang miệng xuất hiện nhiều mảng giả mạc, được gia đình đưa lên bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng khám và điều trị. Kết quả cận lâm sàng tại bệnh viện cho thấy bệnh nhân dương tính với nấm men và nấm sợi, mẫu bệnh phẩm lấy ở mảng giả mạc, X quang siêu âm không có bất thường. Tuy nhiên vì bệnh nhân có sốt, ho, xuất hiện giả mạc nên bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng báo cáo ca bệnh về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế, thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm với tác nhân bạch hầu. Đồng thời, Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên điều tra dịch tễ ca bệnh và các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân. Kết quả điều tra dịch tễ, do ốm yếu đã lâu nên bệnh nhân không đi đâu xa khỏi địa phương, không tiếp xúc với người nghi nhiễm nhiễm bạch hầu. Sơ bộ điều tra có 23 người tiếp xúc gần với người bệnh, trong đó có 12 nhân viên y tế và 11 người trong gia đình. Hiện tại những người tiếp xúc gần với ca bệnh sức khỏe bình thường và đang tiếp tục được theo dõi. Bốn cựu sĩ quan quân y xin giảm hình phạt trong vụ án liên quan Việt Á. Ông Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học quân sự thuộc Học viện Quân y, cùng ba cựu sĩ quan quân y đang được xét kháng cáo xin giảm án. Ngày 17 tháng 7, phiên phúc thẩm được mở tại Tòa án Quân sự Trung ương. Ngoài kháng cáo của ông Sơn, tòa cũng xét kháng cáo cả 6 bị cáo còn lại trong vụ án. Tại phiên sơ thẩm mở tháng 12 năm 2023, Tòa án Quân sự Quân khu Thủ đô Hà Nội tuyên ông Hồ Anh Sơn 12 năm tù. Ông Nguyễn Văn Hiệu, cựu đại tá, cựu trưởng phòng trang bị vật tư, án 7 năm tù, Ngô Anh Tuấn, cựu thiếu tá, cựu trưởng phòng tài chính, 4 năm tù và Lê Trường Minh, cựu thiếu tá, cựu trưởng ban hóa dược, án 6 năm tù. Ông Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, bị phạt 15 năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án có liên quan công ty cổ phần Công nghệ Việt Á nên chủ tịch, tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt bị phạt 25 năm tù, phó tổng giám đốc Việt Á Vũ Đình Hiệp lĩnh 6 năm tù. Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2020 khi Covid-19 bùng phát, Học viện Quân y đề xuất được phát triển kit test xét nghiệm trong đề tài nghiên cứu có tổng kinh phí 18,98 tỷ đồng. Ông Hùng Sơn và Việt cho rằng kit test của Việt Á tốt hơn nên thống nhất không cần học viện quân y chuyển giao quy trình nghiên cứu mà để Việt Á tự sản xuất 20.000 sản phẩm. Viện Kiểm sát xác định hành vi gian dối của ba bị can Hùng, Sơn, Việt đã gây thiệt hại 18,5 tỷ đồng, khoản tiền giao học viện quân y làm đề tài. Ông Hùng bị cáo buộc nhận lót tay 350.000 đô la Mỹ từ Việt Á, ông Sơn nhận 2,5 tỷ đồng. Ông Sơn còn bị cáo buộc mua, bán tam bông, ống môi trường ở bên ngoài, dán nhãn Viện Nghiên cứu Y Dược học quân sự, Học viện quân y và cung cấp cho công ty Việt Á, thu lợi 2 tỷ đồng. Ba cựu sĩ quan quân y còn lại, giai đoạn tháng 5 đến 12 trên 2021, khi Học viện quân y tổ chức các trung tâm xét nghiệm giã chiến tại Bắc Ninh, Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh, đã xin Việt Á ứng trước vật tư. Họ bị cáo buộc hợp thức hóa hồ sơ bằng đấu thầu, qua đó thanh toán cho Việt Á trên 27 tỷ đồng so với giá trị thực. Sau mỗi lần, các cựu sĩ quan này đều được Việt Á lại quả, tổng từ 1,1 đến 3,6 tỷ đồng, viện kiểm sát cho hay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.